lại động đất kép cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 200 người thương vong. Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu hai trận động đất mạnh vào tối ngày 20 tháng 2, khiến ít nhất hơn 200 người thương vong tính đến thời điểm hiện tại, truyền thông đưa tin. Theo The Guardian, hai trận động đất mạnh lần lượt 6,4 và 5,8 độ, tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km gần thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Người dân Syria, Ai Cập và Liban cũng có thể cảm nhận được rung lắc. Hãng thông tấn Anadolu cho biết một số tòa nhà đã đổ sụp trong trận động đất mới. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người dân địa phương tránh các khu vực ven biển, cảnh báo về nguy cơ mực nước biển dâng cao ở bờ biển Địa Trung Hải. Bộ trưởng Nội vụ cho biết ít nhất có 3 người chết và 213 người bị thương trong các trận động đất tối ngày 20 tháng 2. Thị trưởng Hà Tây nói với đài truyền hình rằng ông đã nhận được báo cáo về một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất mới. Muna Oma, một cư dân địa phương cho biết cô đang ngồi trong lều ở công viên trung tâm Antakya thì mặt đất bắt đầu rung chuyển trở lại. Tôi nghĩ trái đất sắp nứt ra dưới chân mình, Oma vừa nói vừa khóc khi ôm lấy con trai 7 tuổi của mình. Trước đó khoảng 2 tuần ngày 6 tháng 2, hai trận động đất lớn với cường độ lần lượt là 7,7 và 7,6 độ làm rung chuyển 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 47.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 13 triệu người. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.